Thì sao ơi? Vậy là đã tròn 2 năm tôi cấn hai vạch lên chiếc quay Gucci này mà vẫn chưa được chồng thưởng nóng cho cái gì. Chẳng dám đòi hỏi vì mỗi lần đòi hỏi là y rằng ông ấy sẽ bảo để chồng thưởng nóng cho vợ thêm hai cái vạch nữa nhé. Con thì có thể chưa đẻ thêm nhưng lưu giữ kỷ niệm cho Lisa thì chắc chắn phải có. Tự nhiên nhớ ra một ông bạn giỏi chụp ảnh, một bà bạn làm make up, còn một ông thì stylist fashion đồ đó. Chú Kiên, stylist cho nhà cháu ba bộ. Tự nhiên thấy thấm thía câu giàu vì bạn sang vì vợ. Trời ơi, nếu mà không có những con người này hỗ trợ thì không biết bao giờ nhà tôi mới có bộ ảnh xịn xò thế này. Tin mình đi, đây không phải là bộ ảnh gia đình truyền thống mà mọi người hay thấy. Từ khâu lên ý tưởng, concept, trang phục, đạo cụ được chuẩn bị trong vòng một tháng trời. Và ta-da, cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Top 1 vật dụng thiết yếu không thể không mang theo khi chụp ảnh của em bé, đó chính là bà ngoại, hay còn được gọi là bảo mẫu, máy cho ăn, máy cho ngủ, kiêm chỗ dựa tinh thần vững chắc và còn đóng vai trò lớp phó văn nghệ trong buổi chụp ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên khi bắt đầu on set thì cơn mưa bão bắt đầu ập đến. Cơn bão bên ngoài thì không ảnh hưởng mấy vì cả ba concept hôm nay đều được chụp trong studio. Ảnh hưởng và thiệt hại lớn nhất đấy chính là cơn bão trong lòng này. Vì Lisa quấy khóc nên là cả studio biến thành rạp xiếc trung ương. Người múa, người hát, người thì hò reo. Không may, cả ekip ai cũng là ông bố bà mẹ bỉm sữa hết, nên là mọi người đều rất hiểu tâm lý trẻ con. Sau khi tất cả mọi người phối hợp nhịp nhàng thì Lisa đã hợp tác hơn và bộ ảnh đầu tiên kết thúc một cách trọn vẹn. Cũng là lúc diễn viên nhí đến cữ ngủ trưa. Và đây là lúc bố mẹ phải tranh thủ make up, làm tóc và thay đồ để chuẩn bị on set 2. Khác với concept 1 có phần nghề nghệ bí ẩn, concept thứ 2 sẽ là một cuộc dạo chơi dưới con đường đầy nắng. Đợi khi nào có ảnh tôi sẽ cho các bạn biết thế nào là người Việt nhưng tâm hồn ở nước Tây. Tây Nguyên hay Tây Hồ thì cũng không rõ nữa, nhưng mà nói chung bộ ảnh này là bộ ảnh độc nhất ở Việt Nam. Chưa có gia đình nào chụp được kiểu này, đảm bảo. Chụp từ sáng tới chiều tối thì đến concept thứ 3, mọi người cũng khá là thấm mệt rồi. Duy nhất một nhân tố đó chính là bà ngoại thì vẫn dư sức năng lượng. Lớp phó văn nghệ hôm nay múa từ đầu tới cuối luôn, trộm vía đẻ mấy lứa rồi mà vẫn khỏe phết. Tự nhiên lại thấy hình ảnh của mình khoảng 20 năm nữa, chắc là không thoát khỏi kiếp bảo mẫu không công này đâu. Mà không khéo mình đẻ thêm 3 đứa nữa cho đủ đội hình Blackpink, sau này 4 đứa nó cùng tranh nhau để gửi cháu. Sau hôm nay thì tôi quyết định là cho đến khi nào đẻ được đứa thứ hai thì mỗi tháng phải chụp được một bộ ảnh chụp ảnh gia đình mà có em bé, tuy hơi mệt tí nhưng mà nó xứng đáng dã man đấy. Quan trọng đã có một bà ngoại là hậu phương vững chắc cộng với sự support nhiệt tình của các nhà tài trợ kim cương. Hold up, bạn này không gái bạn ơi. Biển này đông cá là bảnh bơi. Nhà hàng Nguyên Thọ.